Xin chào quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Vì môi trường phát triển bền vững của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Hôm nay mùng 1 Tết Tân Sửu, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin gửi lời chúc đến quý khán giả bước sang một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa quý vị và các bạn, khi dòng người tấp nập hối hả chuẩn bị những công việc còn lại để đón thời khắc trời đất giao hòa, đón chào năm mới, ai ai cũng bận rộn dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để sẵn sàng đón chào xuân mới, thì những người lao công vẫn miệt mài với công việc quét dọn thu gom rác. Họ là những người âm thầm làm đẹp cho mùa xuân. Để hiểu hơn về công việc của chị em lao công trong những ngày này, mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Những đêm đông khi cơn giông vừa tắt, tôi đứng trông trên đường lặng ngắt. Chị lao công như sắt như đồng, chị lao công đêm đông quét rác. Bài thơ Tiếng chổi tre của nhà thơ Tố Hữu như là lời dành tặng những người lao công hằng ngày vẫn âm thầm làm đẹp đường ngang ngõ nhỏ trên tuyến đường của phố phường. Khi phố phường đang ồn ào với những tiếng hò reo, chúc tụng nhau, tiễn năm cũ, đón năm mới, thì đâu đó trên các con đường, tuyến phố, những người lao công vẫn lặng lẽ làm sạch phố phường trong những ngày đầu xuân. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang có mặt tại phố đi bộ Kim Đồng và thời điểm này thì đang là đêm 30 Tết, tất cả mọi người, mọi nhà đều đang quây quần bên nhau. Tuy nhiên thì tại các tuyến phố của thành phố Cao Bằng vẫn có những con người thầm lặng để quét dọn sạch sẽ những con đường ở đây. Và để hiểu hơn về công việc của các chị thì chúng ta hãy cùng nhau có những cái chia sẻ với các chị em công nhân. Tranh thủ nghỉ giải lao giữa lúc đợi xe về vận chuyển rác, những chị em công nhân vệ sinh môi trường này vừa quét dọn trên các tuyến phố và tập kết rác về đây. Chỉ vài chiếc bánh ngọt, vài chai nước lọc cùng tiếng cười xen lẫn những giọt mồ hôi cũng đủ làm ấm lòng họ trong thời khắc đón chào năm mới. Ngày nào cũng vậy, cứ 4 đến 5 giờ sáng là hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường lại tỏa ra khắp các tuyến đường, ngõ phố để dọn dẹp, thu gom rác thải. Bất chấp mọi điều kiện thời tiết, đều đặn mỗi ngày, những bóng áo xanh ấy cần mẫn giúp cho tuyến phố sạch đẹp hơn. Trên tuyến đường Kim Đồng, một chị công nhân đang miệt mài làm việc giữa nườm nượp xe cộ đi lại. Công việc nặng nhọc vừa đòi hỏi sự tỉ mẩn, kiên trì và hết sức cẩn thận. Nhiều năm tận tụy về công việc giữ gìn vệ sinh, chị Nông Thị Tấm cùng những đồng nghiệp khác nhiều năm đón Tết trên đường phố để nhà nhà sum vầy vui chơi Tết trong không gian sạch đẹp. Mình cũng rất là vinh hạnh vì một người công nhân môi trường, nhưng bây giờ cũng giờ này thì là mọi người đang sum họp bên gia đình và ăn Tết rất vui vẻ, nhưng bọn chị thì phải ở làm sạch cho đường phố. Mong rằng là môi trường chúng ta sẽ sạch sẽ hơn ấy, thì là sẽ là mong dân là có ý thức nhiều hơn. Chị bên ấy thì bên môi trường thì đi rất là nhiều con phố, nhưng gần Tết này nhất, thứ nhất là gần Tết này rất là nhiều rác, mà bọn chị đi từ 5 giờ đến tận 11 giờ đêm rồi mới cầu ra xong rác, mới được cắt đồ rồi mới được về cơ. Không còn nhớ đến cảm giác đón giao thừa bên gia đình mỗi dịp Tết cổ truyền. Đêm 30 Tết, khi dòng người hối hả về nhà đón giao thừa, thì những nữ lao công như chị Tấm vẫn âm thầm cùng chiếc xe gòn, cây chổi đi dọc các tuyến phố quét dọn. Họ vẫn miệt mài, tiếng chổi vẫn xào xạc, thầm lặng thực hiện công việc giữ sạch đường phố. Họ dành sự chuyên tâm tuyệt đối cho công việc của mình. Vẫn tất bật dọn dẹp, nhiều xe thu gom rác hối hả chạy đến các điểm tập kết, cố gắng hoàn thành nốt công việc trước thềm giao thừa, làm sạch thành phố để người dân đón Tết vui vẻ. Thời điểm cuối năm có nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình thu dọn vệ sinh, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Do vậy, lượng rác thải tăng khoảng từ 30 đến 40% so với ngày thường. Ước số lượng rác trên địa bàn thành phố vào thời điểm này khoảng 100 tấn một ngày.
Chính vì vậy, các đơn vị phụ trách vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đã có kế hoạch tăng cường công nhân quét dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, đặc biệt là các khu vực trọng điểm. Tại các khu vực trung tâm đông dân cư, khu vực chợ, rác thải là rất lớn, đặc biệt như tuyến tượng đài Bác, vườn hoa trung tâm, nơi tổ chức chợ hoa xuân, khối lượng rác tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Chính vì vậy, việc quét dọn thu gom rác đã được đội vệ sinh môi trường tập trung tối đa nhân lực. Bên công ty chúng tôi phân bổ ngày, có nghĩa là ngày thường thì đã là vất vả rồi, những ngày Tết này bọn tôi sẽ tăng cường lên là 4 đến 5 ca, coi như là đảm bảo vệ sinh cho thành phố xanh sạch đẹp. Mong các dân thường chị em có ý thức hơn, gọn gàng hơn để cho chị em đỡ, chúng tôi đỡ vất vả hơn. Những chương trình chị em hàng ngày thì là có ca 4 ca, tôi chỉ làm 4 ca. Thì ca thứ nhất thì là từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng, và ca thứ hai thì là bắt đầu từ 6 giờ sáng mà đến 11 giờ trưa. Chiều thì là từ 1 rưỡi là đến 4 rưỡi. Ca tiếp theo, ca chiều thì là từ lúc 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm. Công việc của tôi là hàng ngày cũng là công việc chung thì vất vả, thì bây giờ những ngày Tết này thì phục vụ nhân dân thì cũng thấy chị em chúng tôi thì có công việc thì hàng ngày cũng đỡ, công việc thì cũng phải công việc làm rồi. Em mong muốn công nhân là dân này mình có ý thức hơn một tí để đổ rác đúng giờ quy định để đỡ chị em đỡ vất vả mà đi làm nó đỡ hơn, đúng cái giờ giấc như thế thì chị em nó điểm cầu tập kết nó là một cái giờ đấy quy định để nhìn nó thành phố nó sạch sẽ hơn. Dẫu biết trong xã hội mỗi nghề nghiệp đều có sự hy sinh và cống hiến khác nhau, song nghỉ lao công có lẽ là một trong những nghề vất vả và thầm lặng nhất. Dưới thời tiết khắc nghiệt, mồ hôi ướt đầm trên lưng áo, ngày nào cũng vậy, họ vẫn gắn bó với công việc lặng lẽ của mình. Ở họ vẫn ánh lên sự lạc quan, yêu đời. Có lẽ mỗi người trong chúng ta khi cùng gia đình, người thân du xuân trên những con đường của thành phố Cao Bằng thật sạch sẽ, ít ai nghĩ đó là nhờ công sức của những người công nhân vệ sinh môi trường. Năm hết Tết đến, ai ai cũng có những mong ước riêng của mình. Còn với những người lao công, mong ước của họ thật đơn giản, đó là mỗi người dân hãy cùng với họ tham gia bảo vệ môi trường để cho thành phố của chúng ta luôn xanh, sạch, đẹp. Chị em công nhân chúng tôi vẫn cố gắng miệt mài làm cho những cái con đường nó sạch đẹp hơn, với lại sạch rác hơn, nhưng mà nhiều dân với lại nhà dân với lại tiểu thương bán hàng ấy không có ý thức. Mình mong rằng là những người đấy có ý thức cao hơn trong việc thu gom rác thải. Công việc này thì là công việc của mình rồi, là vẫn duy trì đảm bảo để cho những cái ngày này là không để tồn đọng rác, để cho mọi người đường phố sạch sẽ để đón Tết được nó vui vẻ. Nói chung là mong muốn bọn tôi thì nói chung là bên công ty vẫn cứ đảm bảo được lương cho bọn tôi được đầy đủ, những cái chế độ vẫn được duy trì, xe cộ vẫn như này thì là bọn tôi vẫn thấy thoải mái, làm không có gì hết. Sớm tối hay giá rét, dù vất vả nhọc nhằn, song tất cả đều ý thức được tầm quan trọng của công việc mình đang làm nhằm bảo vệ môi trường sống xung quanh, tạo bộ mặt thành phố Cao Bằng sáng, xanh, sạch, đẹp. Họ được ví như những con ong chăm chỉ đang hàng ngày làm đẹp cho đời bằng việc làm có ý nghĩa. Tết Nguyên đán Tân Sửu đã tới, để người dân được vui xuân đón Tết vui tươi đầm ấm. Cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, đặc biệt chị em lao công trong công tác bảo vệ môi trường, vẫn cần có sự chung tay, tham gia tích cực của người dân nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp của phong tục truyền thống, giảm đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Quốc hội khóa 14 thông qua luật bảo vệ môi trường sửa đổi, bước tiến mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chính sách, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường như chỉ thị số 33 CTTTG về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.
chỉ thị số 41 CTTTG về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn. Chỉ thị số 42 CTTTG về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. 2. Năm thiên tai bất thường cực đoan nhất trong lịch sử ở cả ba miền đất nước. Ngay giờ đầu, ngày đầu Tết Nguyên đán 2020, mưa đá, dông lốc đã trút xuống dữ dội ở nhiều tỉnh thành miền Bắc. 3. Tích hợp vận hành chính phủ điện tử, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, kết nối cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với khối lượng thông tin dữ liệu lớn và chất lượng cung ứng dịch vụ công, lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 4. Hoàn thành cập nhật đóng góp do quốc tế tự quyết định, được quốc tế đánh giá cao. 5. Thành lập Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về thực hiện Chiến lược Phát triển Bền vững Kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ làm chủ tịch. Ủy ban giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, thống nhất, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. 6. Công viên địa chất Đắk Nông được công nhận gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu tại phiên họp lần thứ 209 Ủy ban Chương trình và Quan hệ Quốc tế, Hội đồng Chấp hành UNESCO, công bố thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Tam Giang Cầu 2, tỉnh Thừa Thiên Huế. 7. Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết khởi động chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa và dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, thực hiện các chính sách của Việt Nam chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương đang được thế giới quan tâm. 8. Hoàn thành bộ bản đồ địa hình, biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia tỷ lệ 1/25.000, thể hiện đầy đủ kết quả phân giới cắm mốc với 2.047 mốc quốc giới, bao gồm mốc chính, mốc phụ, cọc dấu để bàn giao cho phía Campuchia và các bộ ngành của Việt Nam. 9. Hoàn thành giai đoạn 1 dự án chính phủ điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, đã thi công 454 công trình, đủ điều kiện xây dựng 189 trạm cấp nước sinh hoạt tập trung thuộc 36 tỉnh. Lưu lượng khai thác công trình dự báo trên phạm vi của vùng điều tra đạt khoảng 104.913 mét khối một ngày, có thể cung cấp cho 1,05 triệu người dân với tiêu chuẩn sử dụng nước là 100 lít một người một ngày. 10. Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020 được tổng kết đánh giá với nhiều đóng góp quan trọng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Vì môi trường phát triển bền vững của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng hôm nay. Mọi thắc mắc phản ánh của cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xung quanh vấn đề về tài nguyên và môi trường xin gửi về ban biên tập chuyên mục theo địa chỉ chuyên mục Vì môi trường phát triển bền vững rtv@gmail.com. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn có một năm mới sức khỏe, vạn sự như ý, mọi điều hanh thông và tiếp tục có những hành động cụ thể để chung tay bảo vệ môi trường.